Tiếp theo là tin người Việt hải ngoại, nữ tài tử Lê Thị Hiệp của Heaven and Earth được tưởng nhớ trong đêm Oscar 2018. Thông tin trên đài SPGN cho hay, từ đại hí viện sang trọng Dolby ở Los Angeles, vào chiều ngày 4 tháng 3, buổi lễ phát giải Oscar lần thứ 90 đã được diễn ra, quy tụ rất đông đảo nhiều thế hệ trong bộ môn điện ảnh, đã thu hút sự chú ý đặc biệt của truyền thông và công chúng khắp nơi trên thế giới. Khán giả theo dõi tại nhà cũng như khách mời có mặt tại rạp vui mừng, hò reo khi kết quả được công bố cho từng hạng mục giải thưởng. Bên cạnh đó, cũng có những phút giây trầm lắng khi video tưởng niệm các nghệ sĩ qua đời trong năm qua. Đây là truyền thống đẹp hàng năm của mỗi mùa phát giải Oscar nhằm bày tỏ sự biết ơn và vinh danh những đóng góp của những tài tử, đạo diễn, biên kịch cho nền điện ảnh Hoa Kỳ. Những tên tuổi được nhắc nhở trong năm như đạo diễn Anthony Harvey, tài tử kiêm đạo diễn biên kịch Jerry Lewis, tài tử Roger Moore, thủ vai James Bond trong 7 tác phẩm về chàng điệp viên từ năm 1973 đến năm 1985, nữ diễn viên Ấn Độ Bollywood Sri Deva, đặc biệt còn có nữ tài tử gốc Việt Lê Thị Hiệp. Hình ảnh thời trẻ của cô xuất hiện trong video tưởng niệm được trình chiếu ở Oscar. Cũng đã nhắc lại một chút về cố tài tử Lê Thị Hiệp. Cô sinh ngày 18 tháng 2 của năm 1971 tại thành phố biển Đà Nẵng, trong lúc cuộc chiến ở miền Nam trong giai đoạn cao độ. Sau khi Sài Gòn thất thủ trong năm 1975, Lê Thị Hiệp rời quê hương trên một chiếc thuyền đánh cá lúc 9 tuổi. 10 năm sau, cô trở thành ngôi sao điện ảnh khi đóng vai chính trong bộ phim Trời và Đất của năm 1993 của đạo diễn Oliver Stone. Trong phim, Lê Thị Hiệp vào vai người phụ nữ Việt Nam trải qua thăng trầm của cuộc chiến này. Cô gái nhỏ nhắn người Việt đã vượt qua hàng nghìn ứng cử viên để giành lấy vai nữ chính trong tác phẩm Chiến tranh Việt Nam và diễn chung với nam diễn viên Tommy Lee Jones. Bộ phim công chiếu năm 1993 đã giành giải Quả Cầu Vàng cho nhạc phim. Cũng từ đây, tên tuổi của Lê Thị Hiệp bắt đầu được chú ý. Cô đã tiếp tục xuất hiện trong nhiều bộ phim khác nhau như là Cruel Intention năm 1993, Green Dragon năm 2001, Về Người Tị Nạn Việt Nam và Return to Pontianak năm 2001. Bộ phim do chồng cô chính là đạo diễn và viết kịch bản. Tài tử Lê Thị Hiệp mất vào ngày 19 tháng 12 của năm 2017 tại Los Angeles vì bị ung thư dạ dày. Cô là một tài năng điện ảnh gốc Việt đã ra đi rất sớm ở tuổi 46, trong khi tương lai vẫn còn dài trước mắt. Hình ảnh Lê Thị Hiệp trong Heaven and Earth sẽ mãi ghi nhớ trong tim người hâm mộ.